Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại với việc là sẽ đánh giá một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu mà nhắc tới ai cũng sẽ phải trầm trồ và thán phục. Đó chính là thương hiệu Patek Philippe. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi sẽ đánh giá tới anh em là một chiếc đồng hồ mà theo quan điểm của tôi nó là một chiếc đồng hồ chưa bị thổi giá và có nhiều thiết kế mang tính chất đương đại. Ngày hôm nay một chiếc đồng hồ mà tôi sẽ phải review đó chính là chiếc đồng hồ 5524 Pilot Calatrava. Và chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt và nó có gì hấp dẫn thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Ok, đầu tiên ấy thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc 5524R Calatrava Pilot. Và nhắc đến đồng hồ phi công thì rất là nhiều người chơi đồng hồ sẽ nghĩ ngay đến chiếc thiết kế của IWC, một thương hiệu mà làm đồng hồ phi công mang tính biểu tượng. Vậy thì Patek Philippe thì sao? Khi nhắc đến Patek thì chúng ta sẽ nghĩ đến những bộ sưu tập, ví dụ như là Nautilus hay là Complication, Lịch Vạn Niên, vân vân. Nhưng Pilot thì sao? Pilot là một bộ sưu tập có thể nói là hoàn toàn mới. Chiếc đồng hồ này với cái dáng vỏ này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2015 với lớp vỏ vàng trắng, mặt xanh. Và đây là một thiết kế mới được cập nhật năm 2018, tôi nhớ là như vậy. Thì nó dễ nhìn hơn, nó vàng hồng và mặt số màu nâu chocolate nhìn rất là đẹp mắt. Và quan điểm cá nhân của tôi về chiếc đồng hồ 5524 này ấy, thì nó sẽ như thế này. Một chiếc đồng hồ Patek mà vỏ to 42mm thì nó là một trong số những chiếc đồng hồ hiếm có, chứ không phải là nhiều đâu nhá. Size 40 ấy, đối với Patek đã là lớn rồi, và 42 thì nó là lớn hơn nữa. Mà như các bạn đã biết rồi đấy, vỏ của Patek cứ càng to lại càng nhiều tiền. Một sự thật nó rất là đau đớn là như vậy. Đó, cứ càng to thì nó lại nhiều tiền. Tuy nhiên là với một chiếc đồng hồ như là 5524, một chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ là cái giá của nó hiện tại bây giờ đang vẫn rất là hợp lý, khi mà những chiếc đồng hồ Nautilus nó đã bị đưa lên một cái mức giá quá cung trăng rồi. Một chiếc Nautilus 5712 hiện tại bây giờ giá retail loanh quanh có khoảng tầm 40 mấy ngàn, thì giá thị trường ở bên ngoài nó đã lên đến hơn 100 ngàn, quanh 100 ngàn. Đó là lý do vì sao mà tôi lại nói chiếc đồng hồ Pilot 5524 này giá rất hợp lý. Bây giờ hiện tại nó chỉ khoảng tôi nhớ khoảng tầm 1 tỷ 1, 1 tỷ 2. Nếu mà vào hãng mua khoảng 1 tỷ 2 thì chúng ta vẫn có thể mua được và không phải xếp hàng. Và chiếc đồng hồ 5524 này nói về chức năng thì nó có những cái điểm gì? Đầu tiên hãy nhìn về lớp vỏ chiếc đồng hồ này với một lớp vỏ vàng hồng. Với một lớp vỏ vàng hồng rất là cuốn hút, đúng không ạ? Và mặt số màu nâu chocolate, chảy tia, hoàn thiện. Thì đây là một cái sự kết hợp, đầu tiên là nói về màu sắc nhá. Đây là một sự kết hợp mà đương đại. Tại sao tôi lại nói là đương đại? Hiện tại bây giờ chúng ta sẽ có các cái màu sắc nó combine, nó kết hợp với nhau, vàng hồng đi với mặt số chocolate, vàng trắng đi với mặt xanh. Đó là cái những cái màu sắc mà đương đại được kết hợp rất là nhuần nhuyễn và rất là đẹp trong những cái năm trở lại đây. Và với những cái chiếc đồng hồ mà có sự kết hợp màu sắc đó ấy, thì cái mức giá nó rất là cao đó. Và chiếc đồng hồ này như anh em đang thấy, vàng hồng, mặt số chocolate chảy tia, nói chung là nhìn rất là bắt mắt. Và với một chiếc đồng hồ Pilot size 42, cái việc đầu tiên ấy, nó là rất dễ xem giờ. Tiếp đến, cái chức năng của chiếc đồng hồ này tôi phải nói với anh em đó chính là nó mặt số tất nhiên là rất là dễ nhìn là thứ nhất nhá. Thứ hai ấy, đấy chính là cái vấn đề về chức năng. Chiếc đồng hồ này thì có 20 giờ, rất là phù hợp dành cho những phi công, những người thường xuyên phải di chuyển 20 giờ. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái cây kim. Một lát nữa thì chúng ta hãy đi vào chi tiết đi, thì tôi sẽ giới thiệu về chức năng. Bây giờ chúng ta nói qua về lớp vỏ và cỗ máy cũng như là ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Thì cái ngoại hình của chiếc đồng hồ này đến cái dây, nó là cái dây da bê chỉ trắng. Thì chiếc đồng hồ này với cái phần dây này thì tôi liên tưởng đến những chiếc 5960 thế hệ mới bây giờ ấy, vàng trắng. Đó thì nó rất là đương đại và nó cũng sử dụng dây da bê như thế này. Và cái khóa của họ cũng làm giống như cái khóa cài, nó được cải biên, nó được làm theo một cái cách mà nó hiện đại hơn, đương đại hơn với cái logo được đặt ở vị trí này. Và nó là một cái dạng khóa cài nhưng nhìn trông rất là hiện đại chứ nó không mang tính chất là cổ điển như ngày trước. Đó, kết hợp với dây da bê.
Đấy, ví dụ như tôi hôm nay tôi đeo chiếc đồng hồ này, mặc áo sơ mi trắng, nhìn trông khá là xoái ca đấy, đúng không? Đấy, khi tôi đeo lên tay đây, cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, đường kính chu vi là khoảng tầm 17. Anh em thấy không ạ? Chiếc đồng hồ này size 42 thì anh em nhìn thấy là nó rất là phù hợp. Và có thể nói là đeo rất là đẹp. Đeo rất là đẹp. Đó. Nếu mà anh em có thể nhìn thấy được là nó rất là phù hợp. Rồi, bây giờ nói về chức năng và cách vận hành chiếc đồng hồ này đi. Đấy, thì tôi sẽ muốn nói với anh em là đây, để vận hành chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ travel time như là Nautilus 5990. Đó là một chiếc đồng hồ travel time cũng sử dụng chức năng y hệt và tương tự như chiếc đồng hồ này. Đó là cũng có hai cái nút ở hai góc như thế này. Đó. Và khi chúng ta vận hành chiếc 5990 nhá, tôi nói với anh em bây giờ nó khoảng vỏ bằng thép. Bây giờ có giá khoảng tầm 120.000 130.000 USD giá thị trường thời điểm tháng 4 năm 2021. Đó, khoảng tầm 120.000. Và cái giá gấp đôi giá retail, hơn gấp đôi giá retail. Đó. Và chiếc đồng hồ này thì chiếc đồng hồ này đây, khi chúng ta sẽ thấy về bố cục của mặt số, chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ dành cho phi công, rất dễ nhìn này. Nói lại một chút là như thế. Chúng ta sẽ có kim giờ, kim phút, kim giây. Kim giờ, kim phút mà được phủ dạng quang ấy, đó là cái kim múi giờ local. Múi giờ này là múi giờ địa phương. Đó, tức là chúng ta đang ở sinh hoạt ở múi giờ địa phương thì nó sẽ thể hiện là múi giờ local. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có một cái múi giờ kim, cái kim skeleton này thì nó là cái múi giờ mà ở phía bên tay trái chúng ta có một chữ nho nhỏ là home ấy, là nhà ấy. Đó, thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là như thế này, chúng ta sẽ vặn cái chức năng này, chúng ta phải vặn nhá, vặn cái nút này. Đây chúng ta ấn này, đó, thì nó sẽ, các bạn thấy được chưa? Đó, chúng ta sẽ nhảy cái kim giờ. Chúng ta sẽ nhảy kim giờ. Đó, kim giờ này là kim local. Và chúng ta ấn nút ở trên này thì nó sẽ ngược lại. Đó, đây là một cơ chế rất hay vì thường ấy, ví dụ như là anh em đã chơi đồng hồ rồi thì anh em sẽ thấy được là chỉnh GMT đa phần là chúng ta chỉ có vặn lên thôi, mà vặn quá là chúng ta sẽ không vặn lại được, mà chúng ta chỉ có quay vặn một vòng. Thì Patek đã rất là thông minh khi mà họ nghĩ ra cái cơ chế này là chúng ta có thể vặn lên và vặn xuống, chỉnh lên và chỉnh xuống. Đó, và khóa lại, chúng ta vặn lại như này. Đó, vặn lại rất nhẹ nhàng. Ở góc 6 giờ đó chính là kim chỉ ngày. Chỉ ngày này thì chúng ta sẽ có một cái nút chọc. Đây có một cái cây chọc, chọc ở đây. Đó, góc 7 giờ thì chúng ta có một cây chọc, chọc vào thì nó sẽ lên, nó sẽ chỉnh ngày. Tức nói chung là nó rất là tách biệt với những cái chức năng. Vậy thì chỉnh giờ thì sao? Cái núm rất là lớn, có núm vặn để cho trường hợp mà chúng ta là phi công, chúng ta có thể sử dụng, chúng ta dùng qua găng tay ấy, chúng ta vẫn có thể rút ra được một cách dễ dàng. Đó, núm chỉnh giờ chỉ đơn giản là có một nhiệm vụ duy nhất, đó là chỉnh giờ phút thôi. Đó, đây tôi ví dụ cho anh em như thế này đây, để anh em thấy dễ hiểu. Ví dụ đây, tôi đang ở một múi giờ là 5 giờ, tôi đang sinh hoạt ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt đang là 6:26 đi. Tôi có một cô người yêu ở Mỹ cách chúng ta 12 tiếng, thì chúng ta sẽ để cho cái múi giờ ở cái múi giờ cái kim skeleton ấy, đó là cách chúng ta 12 tiếng. Đó là cái cách mà chúng ta xem, chúng ta vừa xem được giờ ở đây và chúng ta vừa xem được cái múi giờ ở bên Mỹ hiện tại nó đang là khoảng mấy giờ. Đó, đó là cái chức năng của cái cây kim mà tôi gọi là GMT này. Đó, ở đây Patek thì hơi khác với những thương hiệu khác ở hai điểm. Đấy là chúng ta có thể chỉnh lên và chỉnh xuống cái cây kim GMT. Ngoài ra chúng ta còn có hai cái đồng hồ nhỏ ở góc 9 giờ và 3 giờ là thể hiện là ngày và đêm ở hai múi giờ đó. Đây, cái đồng hồ nhỏ màu đen ở góc local này nó đang thể hiện là đây chúng ta đang là 11 giờ đêm. Còn cái cây kim mà ở góc 5 giờ này nó đang thể hiện là 5 giờ sáng. Đó, đó là một cái cách mà Patek họ đã truyền tải thông tin đến những chiếc travel này rất là thông minh. Và đối với tôi thì chức năng này với một lớp vỏ như thế này và với một chiếc Patek lớn với cái mức giá khoảng hơn 50.000 thì đối với tôi đây mới là sự lựa chọn rất là ok, rất là tôi nghĩ là đây là một sự lựa chọn thông minh thời điểm này
chứ không phải là chúng ta lao vào những chiếc đồng hồ sắp có thông tin là dừng sản xuất hoặc là những chiếc đồng hồ đã dừng sản xuất đâu. Đó, với những chiếc đồng hồ đó thì bây giờ hiện tại cái giá nó thật sự là dùng mình đó. Thế thì thay vì tại sao chúng ta không đầu tư từ sớm, đó là những cái model. Tất nhiên là nó cũng sẽ có nhiều chiều hướng là có thể là về sau chiếc đồng hồ này sẽ bị thất sủng. Tuy nhiên là nếu như trong cái trường hợp như là Nautilus ngày xưa cũng thế thôi, ngày xưa cũng vậy thôi, thời điểm đầu cũng không có được nhiều người yêu thích, mà sau này dần dần thì là Nautilus mới có cái vị thế như ngày hôm nay. Thì cái quan điểm của tôi đó là chúng ta mua những chiếc đồng hồ của chúng ta thích, chứ không phải là chúng ta mua chiếc đồng hồ của người khác thích. Đó, vậy thôi. Còn quan điểm của tôi là tôi rất thích chiếc đồng hồ này. Đó, quan điểm của anh em như thế nào về chiếc đồng hồ 5524 này, cùng comment ở phía bên dưới anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.